HP Pavilion X360 14 phiên bản 2022. Một cái mẫu laptop Ultrabook cho chúng ta khả năng xoay gập 360 độ, màn hình cảm ứng bill full nhôm cứng cáp, CPU i5 Gen 12 và trong tầm giá khoảng 19 triệu đồng. Mình thấy đây là hai cái mẫu laptop khá là hợp tình hợp lý trong cái tầm giá này cho anh em có thể cân đối lựa chọn. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm hai cái mẫu laptop HP Pavilion X360 14 EK0056TU và EK0057TU tại Laptop World anh em nhé. Trong mức giá 19 triệu đồng em nó sẽ có gì? Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì với cái phiên bản Pavilion 14 X360 này, chúng ta phiên bản 2021 chúng ta cũng đã có rồi. Và sang phiên bản 2022 thì nó cũng không có quá nhiều cải tiến về mặt thiết kế. Ở đây chúng ta sẽ có thêm bổ sung một phiên bản màu hồng anh em ạ. Thì với cái màu hồng này mình thấy là nó cho chúng ta một cái thiết kế ngoại thất nó đẹp và nó cá tính hơn rất là nhiều. Cái màu hồng này thì nó gần tương tự như là cái màu rose gold ở trên những cái mẫu iPhone anh em. Đấy, nhưng mà nó sẽ thiên về màu hồng là nhiều hơn anh em nhá. Chúng ta có thể thấy, và với cái vật liệu bìu nhôm thì nó vẫn rất là cứng, nó vẫn rất là đặc trưng của nhà HP. Chúng ta vẫn sẽ có một cái thiết kế vỏ máy bìu full nhôm từ mặt A, mặt C cho đến mặt D đều là nhôm hết. Nên cho chúng ta một cái trải nghiệm phải nói là rất cứng. Với cái phần màn hình thì nó thậm chí là rất khó để có thể lắc được cái phần màn hình này. Bởi vì là nó kết hợp giữa cái phần mặt nhôm cứng, dày, thêm một cái lớp bảo vệ xung quanh phần màn hình cũng như là cái lớp kính cường lực ở phía đằng trước này. Rất là chắc. Về cái phần mặt lưng ấy thì em nó lại được sở hữu một cái hơi hướng nó rất là HP NV. Ngoại trừ cái logo ở giữa này ra, logo này thì nó vẫn đặc trưng cái dòng phân khúc giá rẻ Pavilion. Chúng ta sẽ có cái logo cũ cũng như là một cái lớp tráng gương, gần như là soi gương được ở đây luôn. Bên dưới này, lý do vì sao mình nói là hơi hướng HP NV là từ cái phần bản lề này anh em này. Chúng ta có thể thấy rằng là cái dạng bản lề dạng to bản và rất chắc chắn, bản lề kép hai bên anh em nhá. Bản lề này thì chúng ta sẽ không thể mở lên bằng một tay đâu, mà chúng ta bắt buộc sử dụng hai tay. Tuy chúng ta có thể mở ngửa ra một góc 360 độ và sử dụng như là một chiếc tablet như này. Thì với cái trải nghiệm sử dụng màn hình cảm ứng ở trên chiếc máy này mình thấy là nó rất mượt. Với những cái phân khúc laptop HP Pavilion thì trước cái này mình thấy là nó không có quá nhiều ấn tượng của mình về cái phần màn hình cảm ứng. Tuy nhiên với phiên bản năm nay họ cho mình một cái trải nghiệm cảm ứng phải nói là rất là mượt. Thêm nữa là khi mà được kết hợp với cả Windows 11 cho phép chúng ta sử dụng những cái bộ phần mềm, những cái ứng dụng đến từ Android, có thể cài những bộ cài APK. Thì bây giờ mình thấy rằng là những cái chiếc laptop light tablet như này nó lại trở lại cái thời kỳ hoàng kim, nó lại cực kỳ hợp lý để chúng ta lựa chọn và trải nghiệm bộ phần mềm Android. Đó là một cái ưu điểm rất là lớn anh em nhé. Tuy nhiên thì với phần màn hình này nó vẫn trong tầm phần màn hình mà không có cải thiện gì so với cả phiên bản năm trước cả. Vẫn là một chiếc màn hình khiến cho mình cảm thấy khá thất vọng. Một chiếc màn hình với kích thước 14 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS và không có lớp phủ chống lóa. Đây là một chiếc màn hình gương. Lý do thì để cho chúng ta vừa có khả năng bảo vệ tốt cho cái phần màn hình. Lý do thứ hai chính là cho chúng ta cái trải nghiệm cảm ứng được mượt mà hơn. Chính vì thế họ bắt buộc phải dùng màn hình gương. Tuy nhiên thì khi mà trang bị màn hình gương ở đây, họ lại không nâng cấp về độ sáng màn hình mà vẫn được giữ ở mức là 270 nit. Cho nên là cái việc chúng ta quan sát ở dưới những môi trường ánh sáng mạnh bây giờ là rất hạn chế và dường như chiếc máy này sẽ chỉ phù hợp dùng trong văn phòng mà thôi anh em nhé. Bù lại chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một chiếc bút như thế này. Khi mua máy chúng ta được tặng kèm một chiếc bút như thế này để có thể sử dụng cảm ứng các thứ nó được mượt mà hơn khá nhiều, thì mình thấy là cũng rất là ok đúng không anh em. Thì đó là với những cái phụ kiện đi kèm với chiếc máy. Ngoài ra thì anh em có thể cắm sạc ở trong này. Chiếc bút không dùng pin ngoài mà dùng pin liền luôn anh em nhé, cắm sạc qua chân Type-C. Đó cũng là một cái lưu ý nhỏ cho anh em nữa. Về cái phần màn hình này thì đó mình đã nói rồi, em nó không có một cái ưu điểm gì quá lớn. Phủ màu thì cũng chỉ đạt cho chúng ta là khoảng 63,4% sRGB, không phải là một cái độ phủ màu lớn. Cho nên là cái chiếc màn hình này phù hợp cho những em làm về tác vụ văn phòng cũng như là sử dụng với những tác vụ không yêu cầu màu sắc chuẩn xác nhiều thì chiếc màn hình này có thể cân được tốt. Còn nếu mà anh em làm về những cái yêu cầu mà chuẩn xác về màu sắc ấy thì màn hình này nó là một cái điểm thiệt hạn chế. Độ tương phản của chiếc màn hình này sẽ là vào khoảng độ hơn 2000:1, cũng khá là cao so với cả mặt bằng chung màn hình IPS. Ngoài ra thì viền màn hình thiết kế dạng cũng khá mỏng và bên trên chúng ta sẽ có cả lẫy đóng mở webcam vật lý. Em nó sẽ có cho ta webcam micro thoại ở phía bên trên anh em nhé. Xuống phía bên dưới phần mặt C thì ở dưới này chúng ta sẽ có cái phần bàn phím có cho chúng ta đèn nền, là một cái ưu điểm trong tầm giá này. Hành trình phím cũng khá là ngon. Đặc trưng của những chiếc Ultrabook của 2022 thì mình không có chê nhiều về phần bàn phím, kết hợp với cả cái phần khung nhôm nữa. Cho nên là cái việc bấm phím như này bây giờ nó rất là chắc, nó đầm anh em ạ. Ngoài ra nữa thì đây không phải là một phần bàn phím full size, nó sẽ là một cái la bàn phím rút gọn. Chính vì thế mà nó không có giải phím số bên cạnh để có thể nhập số liệu. Bù lại chúng ta sẽ có cả bề vết tay một chạm ở phía bên dưới này. Chúng ta sẽ có mặt C cứng cáp, chúng ta sẽ có một phần touchpad đặt cân đối vào chính giữa, cũng như là phần touchpad này lướt rất mượt. Touchpad này phải nói là lướt khá mượt luôn. Và kết hợp với cả cái phần màn hình này nữa, màn hình cảm ứng nữa, thì mình thấy là những cái trải nghiệm tương tác với cái chiếc laptop này bây giờ không phải là một cái trải nghiệm khó khăn nữa. Thì mình nghĩ là mình có thể cho cái phần mặt C, touchpad, bàn phím nó sẽ vào khoảng độ 8/10 điểm anh em nhé.
Tiếp theo vào phần cấu hình thì chúng ta sẽ có một con CPU như đầu video mình nói đấy, i5-12-1235U với 10 nhân và 12 luồng, trong đó có trong tay 2 nhân hiệu năng cao và 8 nhân tiết kiệm điện. Với một cái thông số như thế thì mình thấy nó cũng khá hợp lý rồi. Tuy nhiên thì chưa dừng lại ở đó, chúng ta sẽ có thêm trong tay là RAM 8GB DDR4 bus 3200, lắp đặt sẵn là 2 thanh rồi, chạy đua channel rồi. Nhưng mà nếu em cảm thấy 2 thanh 4GB nó là khá thiếu thì anh em yên tâm, với những chiếc HP Pavilion anh em hoàn toàn có thể tháo ra thay thế và nâng cấp. Thay thế hoàn toàn 2 thanh 4 bằng 2 thanh 8 lúc này chạy 16GB. Đùa channel nó sẽ ngon hơn rất là nhiều anh em nhá. Còn nếu anh em mua máy về với cái khoản chi phí của anh em không thực sự là tối ưu thì anh em có thể sử dụng luôn cái 2 thanh 4GB này thành 8GB. Nó cũng đã có sẵn đùa channel trong ta rồi anh em nhá. Ngoài ra thì SSD trong ta là SSD 512GB PCIe Gen 3X4 và các đồ họa Intel Iris Graphics. Em còn có một điểm cộng nữa, đấy chính là có trong ta sẵn là Wi-Fi 6E luôn. Nói chung là với cái thông số cấu hình như này thì nó rất hợp lý trong ta trong tầm giá này em nhá. Ok, nó là về thông số cấu hình. Về cái cổng kết nối thì em nó không có quá là nhiều các cổng kết nối nổi bật. Em nó vẫn sẽ sử dụng lại một cái cổng mà mình cảm thấy rất là không thích, đấy chính là cái cổng sạc truyền thống anh em ạ. Đây không phải là một chiếc máy yêu cầu một cái hiệu năng cao để mà không thể truyền tải điện qua cổng Type-C, mà em nó lại vẫn sử dụng cái cổng sạc truyền thống như thế này, đấy, chân tròn như thế này. Mình hy vọng là em nó trong phiên bản sắp tới sẽ sử dụng chân Type-C quy về một chuẩn, nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều, đúng không anh em? Ngoài ra chúng ta sẽ có là hai cổng USB Type-A và đây đều là 3.2, một khe cắm thẻ SD, micro SD anh em nhắc, không phải SD chuẩn lớn đâu. Cạnh phải của máy chúng ta sẽ có thêm là một cổng HDMI. À đây chúng ta sẽ có một cổng Type-C nữa và một jack audio. Thì với cổng Type-C này cũng là 3.2 nhưng mà chúng ta cũng sẽ có cấp nguồn qua đây luôn. Tức là lúc này thì chúng ta có thể sử dụng linh hoạt, thì em nó có thể cho phép chúng ta sử dụng sạc qua đây luôn anh em nhá. Đó là với hệ thống cổng kết nối camera này, nói chung là không có quá nhiều điểm nổi bật, cũng khá là đủ cổng kết nối trong ta, trong một cái thiết bị mỏng nhẹ và nhỏ gọn như này với trọng lượng khoảng 1.5 kg. Ngoài ra thì về pin thì nó trong ta viên pin không phải là quá mạnh đâu, viên pin của nó ở mức trung bình mà thôi, 3 cell và 43 Wh anh em ạ. Thì với 3 cell 43 Wh trên một cái màn hình mức độ sáng thấp, trên một con CPU tiết kiệm điện, nếu mà chúng ta sử dụng ở những tác vụ nhẹ nhàng, em nó có thể trụ tốt trong ta trong khoảng 5-6 tiếng đồng hồ trong một buổi là ok. Còn nếu mà anh em muốn sử dụng những tác vụ nặng nề hơn và đẩy full sáng màn hình thì thực sự là đây không phải là một viên pin tốt cho chúng ta để có thể sử dụng tối ưu đâu anh em nhé. Ok, và chúng ta đã vừa đi qua một cái bài giới thiệu nhanh của mình cũng như là những cái trải nghiệm nhanh của mình với chiếc HP Pavilion X360 14 phiên bản 2022. Thì phải nói thật là đây không phải là một con máy mà mang lại cho chúng ta quá nhiều sự cải tiến, chỉ là một cái màu sắc mới cũng như là những cái thông số cấu hình nó mới mẻ hơn và trang bị thêm cho ta là Wi-Fi 6E từ Intel. Mọi thứ theo mình thấy thì trong tầm giá này nó cũng là một chiếc laptop xứng đáng để chúng ta có thể mua về và trải nghiệm sử dụng vào những tác vụ văn phòng cũng khá là ok. Hơn thế nữa là nó có thể biến mình thành một chiếc tablet và khi kết hợp với cả Windows 11 có thể sử dụng những bộ phần mềm Android, và nó rất hợp lý anh em ạ. Trong tầm giá khoảng 19 triệu đồng, đây là một cái mẫu laptop khá hợp lý cho chúng ta anh em nhá. Nó còn có khả năng nâng cấp nữa cơ mà. Vậy thì nếu anh em cảm thấy yêu thích chiếc laptop này, mình đã gắn được link phía bên dưới phần mô tả video này rồi. Anh em quan tâm có thể click vào đó và tham khảo như đặt mua sản phẩm. Và anh em đừng quên cho Laptop World một like, một sub cũng như nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.